Mùa trước, Man City giành chức vô địch ngoại hạng Anh. Đây cũng là danh hiệu duy nhất mà đội bóng này có được. Ở Champions League, họ thua 5-6 trước Real Madrid trong hai lượt trận ở vòng bán kết. Tinh thần của Real Madrid quá đáng sợ, nhưng khó mà nói rằng đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola kém hơn đối thủ. Trái lại, họ lấn lướt trong đại đa số thời gian hai lượt trận. Vấn đề của Man City là họ tạo ra quá nhiều cơ hội, nhưng Sterling, Jesus và Riyad Mahrez phung phí khủng khiếp để rồi phải trả giá. Mùa hè năm 2021, Man City đã do dự không chi ra 150 triệu bảng cho Harry Kane, dù Pep vô cùng khao khát tiền đạo người Anh. Sang đến mùa hè năm ngoái, ông không để mình mắc thêm một sai lầm nữa. Erling Haaland cầm bến Etihad với giá 51 triệu bảng. Nhưng thực chất, giới thạo tin đều nói với nhau rằng số tiền Man City chi cho thương vụ này không kém hơn con số 150 triệu bảng cho Harry Kane là bao nhiêu, bởi khoản lót tay cho Erling Haaland là không hề nhỏ. Nhưng tiền chưa phải là vấn đề lớn nhất của câu chuyện này. Erling Haaland đúng là có thành tích nổ súng quá khủng khiếp khi từng ghi 29 bàn trong 27 trận ra sân cho câu lạc bộ Salzburg. Tiếp theo là 86 bàn sau 89 lần ra sân cho câu lạc bộ Dortmund. Song nên nhớ, đây là Premier League, là giải đấu từng chôn vùi rất nhiều danh thủ trước đây, đặc biệt là các gương mặt đến từ Dortmund. Nuri Sahin, Harik Mkhitaryan, Shinji Kagawa chắc chắn là những trường hợp thất bại. Song, cũng có một ngoại lệ thành công rực rỡ, và anh ta nằm ở chính Man City. Đó là Ilkay Gundogan. Quan trọng hơn là Kevin De Bruyne, linh hồn của đội chủ sân Etihad, đã đứng lên đảm bảo rằng Erling Haaland sẽ thành công tại đây. Tất cả đều biết Erling Haaland là cầu thủ hàng đầu. Chắc chắn sự có mặt của cậu ấy sẽ nâng cấp hàng công của Man City. Mọi người đều kỳ vọng sẽ có một số 9 chất lượng. Một người có thể ghi từ 20 đến 25 bàn ở Premier League. Và chúng tôi đã có được điều đó. Mọi người nói về sự liên kết giữa tôi và cậu ấy. Tôi nghĩ sự xuất hiện của Erling Haaland cũng có thể giúp ích cho tôi. Có thể tôi sẽ có nhiều kiến tạo hơn khi chơi bên cạnh cậu ấy. Chắc chắn với sự có mặt của cậu ấy, chúng tôi sẽ tự tin trong việc cạnh tranh những danh hiệu ở mùa giải tới. Có thể thấy Kevin De Bruyne đặt niềm tin vào người đồng đội mới như thế nào. Có một sát thủ như Erling Haaland, Kevin De Bruyne sẽ không phải ôm đầu tiếc nuối nhìn những đường truyền siêu đẳng của mình trở thành thứ để các đội bóng khác bỡn cợt. Song, cũng trong phát biểu ấy, Kevin De Bruyne cũng chỉ dám đặt ra chỉ tiêu 25 bàn cho Erling Haaland. Vậy mà sau trận đấu ngày hôm qua, con quái vật người Na Uy đã phá cột mốc ấy đến 8 lần nữa. Cú sút chân trái tung lưới Arsenal ở phút bù giờ 90+5 đã giúp Erling Haaland đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải Premier League. Ngay mùa giải đầu tiên gia nhập Man City, tiền đạo 22 tuổi đã chạm cột mốc 33 bàn, phá kỷ lục được nắm giữ bởi Mohamed Salah 32 bàn ở mùa giải 2017-2018. Xếp sau là ba danh thủ ghi 31 bàn gồm Alan Shearer mùa giải năm 1995-1996, Cristiano Ronaldo 2007-2008 và Luis Suarez 2013-2014. Thậm chí với 7 trận còn lại trong tay, Erling Haaland còn có cơ hội phá kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại Premier League của bộ đôi huyền thoại Enrico và Alan Shearer với 34 bàn được ghi tại giải Ngoại Anh khi còn diễn ra theo thể thức 42 vòng. Tính trên mọi đấu trường, Erling Haaland đã ghi tổng cộng 49 bàn thắng và giúp Man City đứng trước cơ hội giành cú ăn ba lịch sử mùa này, gồm Champions League, Premier League và Cúp FA. Nhưng Erling Haaland không thể làm điều đó nếu thiếu đi những đường truyền từ Kevin De Bruyne. Nó nhuần nhuyễn đến mức người ta tóm gọn công thức chiến thắng của Man City là Kevin De Bruyne truyền, Erling Haaland sút. Kevin De Bruyne là cầu thủ toàn diện. Dù tỏa sáng liên tục tại Man City suốt từ năm 2015 và đã bước sang tuổi 31, anh vẫn cho thấy tiềm năng ở mọi khía cạnh. Anh có thể ghi nhiều bàn hơn nữa nếu chơi gần khung thành. Mùa trước, Kevin De Bruyne là vua phá lưới của Man City. Tuy nhiên, Erling Haaland xuất hiện và tiền vệ người Bỉ lùi lại phía sau. Huấn luyện viên Pep Guardiola lý giải như sau: Kevin đã ghi rất nhiều bàn thắng ở một giải trước, nhưng sang mùa này, cậu ấy sẽ thi đấu với thiên hướng kiến tạo nhiều hơn là ghi bàn. Hãy nhớ về trận đấu giữa Man City và Manchester United ở lượt đi. Kevin De Bruyne vẽ ra một đường cong hoàn hảo từ cánh phải, Erling Haaland lao vào dứt điểm tung lưới thủ thành David De Gea. Một tình huống tương tự diễn ra khi Man City gặp Sevilla, có những đường bóng chỉ có tiền vệ người Bỉ mới vẽ ra được. Jesus và Sterling đã bỏ lỡ rất nhiều đường chuyền như thế, nhưng Erling Haaland đủ tốc độ, nhạy bén và sức mạnh để bắt kịp ý tưởng của đồng đội. Mọi thứ cứ vừa vặn như thể được lập trình. Không phải ngẫu nhiên, huấn luyện viên Pep Guardiola săn lùng bằng được tiền đạo cắm trong 2 năm qua. Mùa trước, ông mua hụt Harry Kane, nhưng mùa này, Erling Haaland đã xuất hiện. Đừng ngạc nhiên nếu nói rằng những quả tạt bóng của Kevin De Bruyne cho Erling Haaland đã nằm trong tính toán và ham muốn của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Sau khi Sergio Aguero rời sân Etihad, Man City thiếu hẳn tiền đạo cắm. Dù Pep vẫn luôn cố gắng xoay sở bằng phương án sử dụng tiền đạo ảo, nhưng ông luôn thèm khát cầu thủ biết cách tạo nên điểm cắt trong vòng cấm. Hơn ai hết, Pep hiểu rõ Kevin De Bruyne và không muốn phí phạm những đường truyền thiên tài này. Không quá khi nói rằng Pep tiếp tục nâng tầm Kevin De Bruyne. Đỉnh cao của bóng đá là sự tự do. Mùa này, ông không bó buộc ngôi sao sinh năm 1991 vào bất cứ vai trò nào. Vị trí của Kevin De Bruyne là cả sân. Nó giống như máu nuôi khắp cơ thể Man City vậy. Nhưng tiền vệ người Bỉ có xu hướng di chuyển lệch sang cánh phải. Để làm gì? Không ngoài mục đích châm ngòi cho Erling Haaland với những đường kiến tạo bằng chân phải. Trước khi sang Man City,
Erling Haaland đã là sát thủ hàng đầu châu Âu, nhưng chỉ tới khi nên duyên với Kevin De Bruyne, anh mới có thể vươn tầm cao hơn nữa để tỏa sáng rực rỡ ở giải đấu khắc nghiệt như Premier League. Nhờ Kevin De Bruyne, quái thú người Na Uy như thể có thêm móng vuốt. Ngoại hạng Anh bây giờ như thể những con gà dưới sức mạnh của Erling Haaland. Trong cuộc trả lời phỏng vấn vào đầu tuần này, Erling Haaland thừa nhận: "Thật là điên rồ, những đường truyền tôi và Kevin De Bruyne luôn tìm thấy nhau. Tôi mới chỉ ở câu lạc bộ vài tháng nhưng đã phản ứng rất tự nhiên với Kevin De Bruyne. Khi tôi chạy chỗ, anh ấy luôn biết cách tìm thấy tôi, không hề có sự bàn bạc từ trước." Có thể thấy, Pep đang sở hữu cặp văn võ tuyệt vời nhất châu Âu. Erling Haaland dũng mãnh như chúa sơn lâm, còn Kevin De Bruyne túc trí đa mưu. Bằng cách nào đó, họ thi đấu ăn ý tới lạ lùng dù chưa kết hợp một lần nào trong quá khứ. Nhiều năm qua, người ta hay nói về mối quan hệ cạnh tranh giúp Cristiano Ronaldo và Lionel Messi phá vỡ mọi giới hạn của bản thân, thống trị bóng đá thế giới. Nhưng bên cạnh đó còn có mối quan hệ cộng sinh. Kevin De Bruyne và Erling Haaland là ví dụ điển hình. Họ sinh ra để dành cho nhau và thúc đẩy nhau lên tầm cao mới. Đáng nể ở chỗ, không ai trong Erling Haaland hay Kevin De Bruyne có thái độ ngôi sao cả. Ở trận đấu rạng sáng nay, Erling Haaland tuy được xếp đá cắm nhưng thường neo ở khu vực giữa hàng tiền vệ và hậu vệ Arsenal. Nhờ thế, anh tận dụng chiều cao và sức mạnh vượt trội của mình để ghim quả bóng rồi truyền cho Kevin De Bruyne băng lên dứt điểm. Bàn mở tỷ số diễn ra nhanh đến mức Arsenal còn không kịp phản kháng. Erling Haaland cài người tốt trước sự kèm cặp của Rob Holding rồi truyền cho Kevin De Bruyne. Tiền vệ 31 tuổi dẫn bóng đi vài nhịp sâu thẳng vào trung lộ rồi sút xa hiểm hóc bằng chân phải tung lưới Arsenal mở tỷ số trận đấu. Tất cả diễn ra trong vánh khi chỉ cần hai đường truyền, Man City đã đưa bóng nằm gọn trong lưới Arsenal. Sau pha lập công này, Erling Haaland còn thêm một lần kiến tạo cho đàn anh nổ súng. Mỗi lần làm điều ấy, cựu tiền đạo Dortmund ăn mừng như thể chính mình lập công vậy. Về phía Kevin De Bruyne, anh thậm chí khen rằng Erling Haaland còn giỏi hơn cả Sergio Aguero, một tượng đài vĩ đại của Man City. Tới đây, ngay cả giới chuyên môn cũng phải bái phục con mắt nhìn người của Pep. Đúng là chỉ quái kiệt mới nhìn ra quái kiệt. Man City đang ở giai đoạn rực rỡ. Giờ đây, họ chỉ còn thiếu danh hiệu Champions League để được công nhận. Xem chừng, với sức mạnh này, rất khó để Real Madrid và hai câu lạc bộ thành Milan ngăn cản được The Citizen.